Ngoài hiên giọng mưa thu tí tách rơi, trời long u buồn mây hắc hiu Hên mà chạy về kịp á, không là ướt nhẹp. Ủa ba ơi, mẹ có nhà không ba? Mẹ con ra ngoài rồi. Nói rồi. Mẹ ra ngoài rồi sao con xin đóng tiền học được? Ba, mẹ cho con tiền đóng tiền học nha ba. Trước khi đi mẹ đã dặn ba là không cho con tiền. Ủa, chứ mẹ nói gì là ba phải nghe lời như vậy hả? Ba phải có chính kiến riêng của mình chứ. Con trai à, con hãy nhìn những giọt mưa rơi đi. Hay lắm đúng không? Là sao ba? Con hãy nhìn đi. Những giọt mưa rơi ngoài hiên tí tách rơi. Ngoài hiên giọt mưa tu tí tách rơi. Trời lặng u buồn mây hắc hiu ngừng. Những nhà khác đâu có đàn ông nào nghe tiếng mưa rơi như ba đâu. Có lẽ con người càng lớn tuổi sẽ càng cư xử ngược lại với giới tính của mình. Nghe hơi kỳ nhưng đó là sự thật. Nếu đó là do tác động của hormone thì trong người của ba tôi, hormone nữ đang bắt đầu phát huy đến mức kỳ lạ. Ông về rồi. Ủa, ba về sớm vậy? Nhờ nó đi cao tốc cho nên nhanh được chút. Ngọc, dạ, đem xuống bếp cho ba. Vậy gì ba? Rắn á. Con làm gì vậy? À, con rắn kìa. Ba ạ, à, rắn là thứ anh sợ nhất trên đời đó. Thằng gì vậy? Mày dơ con thỏ nó chui vô đây. Đâu có, tôi thấy con thỏ chạy qua đó mà. Cãi tôi hoài. Rắn cắn, rắn cắn. Nó đâu rồi? Đó là lý do mà anh sợ rắn đó ba. Ba, con còn, ba là vướng ve con ngắn gớm biết nó đi đi còn lại ba đó, con năn nỉ ba đó. Không ơi, con cắn lưỡi con chết đó. Thôi được rồi, để em đi cột nó rồi em đi cất cho. Nó lẹ đi. Tao bắt cỡ với cái thằng này luôn. Nó cãi nó đi, nó ghê quá à. Ê ơi, con nhát tôi nữa. Hình như nó đằng sau lưng mày kìa. Nghĩ mày cũng sợ. Con xẻo cho ba vừa lòng đó. Làm cái gì mà anh cứ lục đục hoài vậy, làm sao mà em ngủ được? Em ơi, có khi nào mấy con rắn đó mà em đó nhốt nó kỹ chưa, buộc nó kỹ chưa? Em đã cột rất là chặt rồi, bây giờ mà có cánh đi nữa nó cũng không có bay được đâu. Anh làm ơn đi ngủ giùm em đi. Thiệt nha? Thiệt mà. Thôi em chịu khó cho anh mượn cái mệnh đi. Gắn kìa. Ai, mày im đi nghe.
Không phải con rắn hả? Dạ, cái này là sợi dây cột rắn mà. Tôi biết rồi, nãy tưởng rắn thôi. Nữa rồi nó bò đi đâu vậy ta? Không, bây giờ bình tĩnh, Nó chỉ lòng vòng ở trong nhà này thôi. Bây giờ mọi người chia nhau đi tìm, hiểu chưa? Nó bò đi đâu rồi kìa? Sao mà em đi bắt được, trời ơi? Thôi đừng có bỏ anh mà, anh nào không lại nó đâu. Đi lại đi. Đã nói rồi, buộc nó một cái cây đi, buộc lỏng lẻo bây giờ nó xảy ra. Biết rồi, ba nhớ hình như ở trong nó toàn là rắn rắn độc không à? Trời ơi, rắn độc à? Trời ơi, biết rắn độc còn đem nó về đây, ba còn độc hơn nó nữa. Mày lẽ ai mày? Mày im giùm đi, mày đừng có làm tao rối. Còn im á, tại ba đi. Bây giờ ba tính đi, ba tính nha. Con mà thấy lần nữa con đập đầu con chết thì ba vừa làm hai dạ đó. Bây giờ mày nín trong tay chết chưa? Sao nín được rắn kìa? Đừng có la nữa, bây giờ đang đi tìm đây nè. Cô ơi, con nghĩ là nó bị lỏng dây đó cô. Không được đâu, này là rắn độc không à, mình phải kêu người về bắt mới được á. Dạ không sao đâu, chắc nó bò đâu đây à, cô để con tìm cho. Không được. Rắn có độc, nó cắn chị chết queo luôn á. Không sao đâu, tôi từng sống trên núi mà, mấy con này chỉ là chuyện nhỏ à. Cái gì ngộ vậy ta? Cái gì vậy trời? Vụ gì đây? Cái gì vậy? Hả? Từ giờ tới lúc bắt được mấy con rắn á, mọi người phải mang cái này vô nha. Kể cả lúc ngủ cũng phải mang nha, ăn cũng phải mang, đi toilet cũng phải mang luôn á. Trời đất ơi, mang cái này vô khó chịu muốn chết luôn, sao mà ngủ được anh? Khó chịu cái gì mà khó chịu, em biết mấy con rắn độc á, nó mổ một cái là chết queo luôn á. Đúng rồi, nó nói cũng đúng, thôi mấy đứa mang vô đi. Chọn đi mọi người, chọn đi. Làm quá. Có sơn màu rồi, nó không có dám bu vô đâu. Rắn độc là rắn có độc hay không có độc ta? Khỏi ngu quá đi, rắn độc mà đương nhiên nó phải có độc mới gọi là rắn độc chứ. Thì em không biết, em có quyền em hỏi thôi. Đúng rồi. Làm chi à, rắn có độc thì người ta mới gọi là rắn độc đó. Ước gì mình cũng có độc ha. Chi vậy? Con nhỏ này tào lao à. Ước gì ngu vậy con? Từ giờ trở đi mọi người phải hết sức cẩn thận nghe chưa, đề cao cảnh giác. Nếu mà nó cắn con thì con sẽ lập tức cắn lại nó. Em đừng có nhảy, lỡ con rắn nó giật mình, nó nhảy ra nó cắn em đó. Đâu, rắn đâu. Ủa vậy hả? Trời ơi, cảm ơn nha. Rồi. Bực bội quá. Ủa, ông tháo ra con rắn nó cắn ông đó. Chú Tư mới gọi điện lên nói là cũng phải, nó phải rắn độc. Vậy là tốt rồi. Trời ơi. Ủa, công à. Sao mọi người cởi ủng ra hết vậy? Không phải rắn độc con ơi, đừng có lo à. Trời ơi, làm con mang ba cái ủng này khó chịu con chết luôn à. Ủa, mà chú đâu rồi con? Dạ, con thấy chú ở trong phòng đó cô. Anh ơi, xuống đây nè. Trời ơi, sao lại cởi ủng nó hết vậy? Mang vô đi, con rắn nó cắn bây giờ đó. Dạ, chú ơi, con đó không phải rắn độc đâu chú. Không phải rắn độc nhưng mà nó cũng là con rắn. Thiệt, mọi người y lắm nha, chưa bị rắn cắn bao giờ, chưa biết đúng không? Anh làm lố quá à. Tôi mặc kệ mấy người nha, bị nó cắn đừng có đổ thừa tôi nha. Tôi không có biết gì đâu đó. Cái này cộng với nịch mà chú. Cái nịch của tôi mà. Cái gì vậy? Sao tự nhiên em đang ngủ mà anh bật đèn? Trời đất ơi, cái gì vậy? Phòng ngừa lỡ mấy con rắn nó chui vô phòng mình sao? Anh đi ngủ giùm em thì được không? Ừ. Nè, anh đang làm gì vậy? Đi chuẩn bị đi ngủ. Anh đi ngủ? Mà anh tính mặc nguyên bộ đồ vậy đó hả? Ừ. Thôi vậy đi, lỡ rắn chui vô cắn anh sao? Trời ơi là trời. Em cứ ngủ đi, đừng lo cho anh.
Gan cái gì vậy Trung? Gan, gan ông chủ ơi, gan à, cẩn thận nha. Cái gì vậy? Gan kìa. Gan đâu? Gan à, gan à, cái gì đó? Ủa, hai con luôn, cái đầu nó bự ra chưa? Cái này đâu phải rắn đâu chú. Chứ lại gì gan á? Cái này mà là rắn á hả? Cái này là dớ da của em mà. Dớ da hả? Dớ da sao bỏ tẩu? Không bỏ trong tủ chứ để đâu? Không lẽ quanh người anh? Ai thèm sợ? Sao? Đi xuống con. Mày đâu hết rồi? Ngon ở đây. Chuyến này tao chuẩn bị đầy đủ đồ chơi hết rồi nè con. Có súng, có xả nè. Vô đây tao xả súng mày luôn. Có bột nữa nè. Đó, tao gắt tao làm xào xả ớt mày luôn nè. Chiên xù luôn nè con. Mày ngon ở đây. Đâu rồi? Cravat của tao. Vậy mà là con rắn. Thiệt tình à. Trời đất ơi. Anh đang làm gì vậy hả? Từ giờ cho tới lúc chưa tìm được con rắn, anh sẽ nằm ở trên đây. Nằm ở trên đây anh cảm thấy an toàn hơn là nằm dưới giường. Sáng sớm mà la lối ông sòm. Chú lại thấy rắn kìa cô. Mình có nên lên xem thử không cô? Không cần đâu. Chắc ảnh lại thấy dây nịch rồi tưởng là con rắn nữa chứ gì. Ây, ba la hoài mà không biết khen tiếng gì trơn trời. Chắc là ba lại gặp cái gì nữa rồi đó. Đứng lại, đứng lại đây nha. Đầu đó, đứng lại đây nha. Chú ơi, ăn cơm gì mà ăn, rắn kìa. Nó bò dưới ổng kìa. Ủa? Ủa, con rắn thiệt nè. Đừng rồi mấy ơi. Đừng rồi mấy. Đừng có làm gì nguy hiểm lắm. Ngọc ơi Ngọc, ta nói là mấy con rắn đó, tâm ý nó bắt hết rồi, nó trả cho người ta hết rồi. Con biết rồi, nhưng mà ba ơi, có khi nào mấy con rắn đó nó đẻ trứng ở trong trà mình không ba? Ông quan tưởng vừa vừa thôi. Không phải đâu, tại vì con thấy có một con rắn cái bụng nó bự lắm, giống như là có chữa, giống như cái bụng của ba vậy đó, nó bự lắm. Con nghĩ thế nào nó cũng để trứng ở trong nhà mình à. Tào lao quá đi à. Nó lên cơn nữa rồi. Này, trứng rắn vậy con, bây giờ con nói trứng rắn không tin con. Nó bự ghê luôn á. Ủa, sao nó tưng được hay vậy? Trái bông bàn ông ơi, trái bình bông. Thiệt luôn á, làm giật mình à.